trong 12 dự án thua lỗ, đắp chiếu của ngành công thương được nói đến từ cuối năm 2016, có nhiều dự án do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc quyết toán hợp đồng EPC với các nhà thầu Trung Quốc. Một dự án nổi bật do Trung Quốc làm chủ đầu tư là dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài khoảng 13 km, dự kiến thực hiện từ năm 2008 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2013. Nhưng sau đó, dự án được lùi lại đến năm 2010 mới khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2014. Đến nay đã gần hết năm 2019 mà dự án này vẫn chưa thể đi vào vận hành. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án này là 419 triệu đô la. Sau khi điều chỉnh, phải tăng thêm 250 triệu đô la. Nhưng vào năm 2011 đã đổi vốn thành 552 triệu đô la. Và đến năm 2019 đã thành 886 triệu đô la. Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói EPC, trong đó tổng thầu là công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc. Tại buổi thị sát dự án này hôm 1 tháng 10 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chất vấn giám đốc dự án, ông Đường Hồng, về thời hạn và kế hoạch đưa tuyến đường đi vào vận hành, khai thác. Ông Đường Hồng trả lời, việc bao giờ đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành, khai thác chính thức thì không phải do nhà thầu chúng tôi quyết định mà do chủ đầu tư quyết định. Công ty tư vấn ACT của Pháp chỉ rõ đây là dự án 3.0, không bổ sung đủ hồ sơ quản lý chất lượng, không đủ cơ sở xác định mức độ an toàn của hệ thống và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định. Có thể kể thêm một vài dự án lớn do Trung Quốc làm chủ thầu, cũng cùng chung số phận, đội vốn, chậm trễ là nhà máy đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên 10.000 tỷ đồng. Vốn vay chủ yếu từ Ngân hàng Trung Quốc, nhà thầu Hoàn Cầu Trung Quốc. Dù đã có 16 lần đàm phán với nhà thầu Trung Quốc, nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa được chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất giải quyết. Dự án nhà máy đạm Hà Bắc do Vinachem làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng, lỗ 1.700 tỷ đồng. Dự án chưa quyết toán với nhà thầu EPC do chưa xác định được giá trị quyết toán hợp đồng. Dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên được triển khai từ năm 2007. Nhà thầu EPC là tập đoàn luyện kim Trung Quốc. Từ đó đến nay, nhà thầu này không thực hiện thi công. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng, rất nhiều dự án có cùng số phận với dự án Cát Linh - Hà Đông, nhưng không phải tất cả đều do phía Trung Quốc làm chủ thầu, mà có cả các quốc gia khác nữa. Ông nói, không nên có một cái mặc cả những ứng, cũng có dự án của các nước khác. Nhưng mà phần lớn hơn của Trung Quốc thì mỗi một cái dự án nó có một lý do, một nguyên nhân khác nhau. Thì mình phải coi các nước nó như nhau thôi, đừng có nghĩ cái chuyện đó thì nó là vấn đề về cho tính chất là nhạy cảm, nó là vấn đề quan hệ đối ngoại, nói thẳng như vậy, cũng phải sẵn sàng cho họ. Tuy nói vậy, nhưng ông Ngô Trí Long cũng kết luận, hầu hết các dự án dính tới Trung Quốc đều chậm tiến độ, kéo dài không hiệu quả, là do hợp đồng ký kết không chặt chẽ và thậm chí có những chuyện hết sức tế nhị. Tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích nguyên nhân vì sao các dự án do Trung Quốc làm chủ thầu thường bị đội vốn và thua lỗ. Những cái dự án của Trung Quốc như thế thì thường là những cái dự án mà họ phát giá rất là thấp, nhưng mà giữa chừng thì nó nâng giá lên hết kiểu này kiểu kia. Tất cả các dự án đều là như vậy. Nó có hai kiểu. Một kiểu là nó đút lót rất nhiều. Nó đút lót để nó thắng được thầu. Trúng thầu, dạ. Và nó cho giá thấp để nó củng cố cái việc nó thắng được thầu. Nhưng mà hợp đồng luôn luôn là để có những kẽ hở. Và với cái hở đấy thì như vậy là nó tìm mọi cách để nó nâng giá lên, thường đội vốn lên rất là nhiều. Và khi nó đội vốn lên như thế thì tiền rút lót nó chi ra không vào dự án, trang thiết bị bị kém. Và chính những cái đấy nó làm cho cái giá thành nó lên cao. Và khi giá thành lên cao thì hiển nhiên là nó phải lỗ thôi. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng các chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng có phần lỗi vì trước khi triển khai dự án không tham khảo kỹ các thủ tục hướng dẫn quyết toán hợp đồng hoặc không giám sát chặt chẽ quá trình thi công dẫn đến hậu quả mà Việt Nam đang phải gánh chịu.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A không đồng ý dùng từ lỗi, mà theo ông họ là những tội đồ. Các chủ đầu tư của Việt Nam và các cơ quan chức năng của Việt Nam là những kẻ gọi là phạm tội. Họ là những tội đồ, họ cấu kết với các nhà thầu Trung Quốc vì những cái dự án này. Không phải là họ ngu mà họ không biết là cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là hay, cái nào là dở. Họ biết cả đấy. Thế nhưng mà như vậy là gì? Là bởi vì họ ăn tiền rồi. Rồi họ lại được lệnh từ trên nữa chẳng hạn. Với những cái người mà ưu ái với tàu từ trên cấp trên nó chỉ định xuống. Theo nguyên tắc thông thường, khi hợp đồng thương mại đã ký kết mà một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền khởi kiện ra tòa nếu hai bên không tự giải quyết được. Vì sao cho đến nay không thấy phía Việt Nam khởi kiện, cụ thể là dự án Cát Linh, Hà Đông? Luật sư Nguyễn Văn Hậu từng nói với RFA. Thì tôi thấy rằng bây giờ là mình cứ khởi kiện thôi, có thể là chọn tạm tài hoặc tòa án. Mình xử lý như này từ một cái dự án được kỳ vọng nhưng mà sau 11 năm thì 8 năm thi công. Mà tiến độ đó là đây là một cái do cái đầu tư cộng 10 lần lùi tiến độ đội ngũ hơn 40%. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thuộc Học viện Tài chánh Việt Nam lại cho rằng. Và đến bây giờ dở ra ấy, thì cuối cùng ra đấy, nếu mà nói một loạt các cái nguyên nhân, nó nhiều nguyên nhân lắm. Thế thì phải làm bắt đền ai, làm thế nào để xử lý được thì quả tình là rất khó. RFA hỏi một luật sư chuyên về luật thương mại quốc tế thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là tôi chưa dám kết luận. Ở một góc nhìn khác, các chuyên gia kinh tế mà RFA trò chuyện đều cho rằng không thể kiện vì há miệng mắc quai. Tiến sĩ Nguyễn Quang A lập luận. Nếu mà hợp đồng đã không chặt chẽ thì kiện cái gì? Kiện có khi là mình thua. Những người mà đã đi ký hợp đồng như thế thì hiển nhiên họ phải biết tức là các điều kiện hợp đồng là cũng cả có cả đống luật sư giúp cho cái hợp đồng như thế. Yeah. Nếu mà không có ông sếp ông ấy bảo là phải ký thế này thế kia, và cái quan trọng nhất là gì, là các ông ấy chạy theo số tăng trưởng, lúc nào cũng muốn 7%, lúc nào cũng muốn 6,8%, vân vân và vân vân. Thế mà lại được Trung Quốc nó câu cho là như vậy là tôi thu xếp vốn cho các ông, bây giờ đang bí vốn, nó lại thu xếp vốn cho. Thế vì hiệp định mà nó thu xếp vốn thì buộc phải mua của nó. Yeah. Chỉ có một cái duy nhất là cấm hoặc là hạn chế tối đa những cái dự án ODA theo kiểu như vậy. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng thì chỉ ra những lý do mà Việt Nam không thể kiện Trung Quốc. Có rất nhiều dư luận về cái chuyện là các quan chức Việt Nam ở các bộ ngành đã đóng một cái vai trò rất đắc lực trong việc nối giáo cho giặc, cõng rắn cắn cả nhà. Yeah. Và rất nhiều dư luận về chuyện các quan chức Việt Nam là đã nhận hối lộ rất bẫm từ phía Trung Quốc, mà các quan chức Việt Nam đã bị cột chặt vào trong cái thế giới ngầm của các doanh nghiệp có thể đứng phía sau đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể dẫn chứng điều ông Dũng nói qua việc Trung Quốc kiện công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn, Sông Hinh, công ty VSH, chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Công Tum. Sau 5 năm, công ty VSH vẫn chưa thoát được nhà đầu tư Trung Quốc dù tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Còn với dự án Vinachem, tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý tồn tại yếu kém của 12 dự án, nhà máy ngành công thương với các bộ, ngành vào ngày 6 tháng 9 năm 2019, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Vinachem cho hay đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý khi được chính phủ đồng ý sẽ khởi kiện tổng thầu ra tòa hoặc đưa ra trung tâm trọng tài quốc tế phân xử.